Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Hài Bảo Trung. Dân nghiệp đi miền Tây đã đi ngang Tràm Chim ghé xem cái rừng Tràm Chim như thế nào với những món ăn đặc sản ở đây là sao. Ở đây là thấy rừng không, mênh mông rừng luôn. Quá trời rừng. Cái con sông này đó là để cho khách du lịch đi với xuống tàu đi, tức là đi vòng khu rừng nè, mà vô sâu nữa mới thấy chim. Ở đây là hỏi người ta nó đâu có chim gì đâu, vô sâu á, trong rừng Tràm Chim mà, phải vô sâu mới có chim. Đi vô trong đó có là cái gì ta? Tràm chim là phải có tràm. Ghê quá vậy. Có con gì không trời? Khỉ vậy. Cái gì cái máy chạy? Ủa đây cắm gai không à? Không dám vô đâu. Thôi ghê quá đạp cắm gai sao? Rào sao mình vô nó được? Ta đâu có cho vô. Ôi sợ lắm, vô đó sợ quá. Tại con này con kia sợ rắn nữa. Trời ơi, tùm lum hết trơn à. Rừng. Quý vị thấy đây là đó xa là những chiếc ghe mà để mình mướn mình chèo đi vòng á. Đúng là nước rừng thấy không, đang thui à. Đó, rễ cây nó xuống á. Cây nó xuống đang thui à. À mà vô nhà hàng thử coi sao ta. Quốc Kháng biết không? Sao anh? Ở đây là một đồng tháp 10 thu nhỏ, nơi thiên nhiên còn đậm nét hoang sơ. Ghê không? Tràm chim. Ở đây thuộc về đồng tháp 10. Đồng tháp. Có Tràm Chim nhưng mà chim ở đâu? Chim nó ở sâu lắm. Mình phải mướn ghe đi vô. À mình phải đi ghe vô đi vào tàu, khu đó. Đi tàu vô chim. Đó. À, mình mà sâu lắm tại vì mình không còn thời gian. Mình không có thời gian, mình ghé nhà hàng mình ăn coi đặc sản gì thôi. Dạ, ok anh. Đây là vườn quốc gia quý vị. Vườn quốc gia Tràm Chim. Tràm Chim tức là cây tràm với con chim. Vậy là con chim lộn cây tràm. Cây tràm, chúng ta gọi là tràm chim. Vườn quốc gia Tràm Chim. Còn xe du lịch đó, xe đó là chở đi vòng vòng ở đây thôi chứ đâu có vô được khu chim ở đâu đúng không? Đó mình đi vô sâu lắm. Được đi vô nhưng mà không có vô ăn uống rồi thôi. Hải sản rồi thôi chứ không có bằng đi chiếc ghe. Đi ghe là vô đó nhiều có loại con chim mà mình chưa bao giờ biết được, con chưa biết được. Nó lạ lắm. Chim nó lạ lắm. Thì anh Vân Sơn đã vô đó rồi. Anh quay đó rồi thì anh về anh kể cho Bảo Trung nghe là ở trong đó là có nhiều con chim lạ lắm. Ở đây là những cửa hàng trưng bày mua bán. Mình muốn ở đây mình ăn con chim á. mình ăn con này con nọ đó, mình muốn ăn thử thức ở trong nhà hàng có bán không? Nhà hàng này không có bán đâu. Ở ngoài mới có hả? Dạ trong này không có bán. Ở trong này chỉ tham quan cái gì? À đón khách thôi. Khách lại là đón khách. Không khách đi nữa là phải đi xe. Đi tàu. À chắc đi lâu lắm hả? Bây giờ tại đây mình đi chuyến xa thì chuyến gần. Ok, vô đây để mua mới tí mới đồ khác thôi. Mua gì anh? Cái này bao nhiêu tiền hả? Cái này nè. Đây, đắt tính luôn. Trả tiền nó đi. Đắt tính luôn. Ủa con cái này nó... Mà nữa. Nón đẹp rồi. Nón đẹp anh. Mua gì vậy? Dạ. Có cái gì mình ăn miễn phí không anh? Cái nón này nhiêu con gái? Cái nón hả? 70. 70 quay á? Sao cái gì cũng 70? Có 50 mà tái mướn rẻ 20
Ồ, oh, dạ. Có giá mà, có giá sẵn mà. À. À. Ủa vậy là ở đây là mình không có bán đồ ăn uống hả chị ha? Không, đi, phải đi vô sâu mới có mà đồ ăn uống. À, nhưng mà ở đây nhà hàng ở đâu? Ở đây đâu có phải nhà hàng đâu hả? À. Dạ. Còn ở đây là chỉ rằng là mình đón khách để mua vé xong rồi mình mới đi tàu đó. Ở trong trong cái nhà lá đó hả? Ôi, thử, thử. Thử 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 đi vô. Đi vô tham quan thử coi. Chim kêu á. Đố kháng coi là con gì? Dạ có con á là con cò á. Bậy con vịt, con vịt. Con vịt hả? À. Cái này con gà điểu. À. À, gì? Cá nước ngọt. Đâu có đâu. Ủa yeah. Sao kỳ vậy? Ủa anh em thấy lạ lạ vậy? Yeah. Cái chim kêu mà dưới cá. À, ừ. À đây là cá nước ngọt, ngọt, cá nước ngọt. Cá rô đồng anh à, à cá gì đồ mà nó ốm dữ vậy đó. Giống hộ trùng. Giống hộ trùng quá. Ờ vậy với em ở vậy. Con gì bự vậy? Gà điểu. Con này là con cò nè, mới là cò. Con này con vẹt. Nó khùng nữa. Cúm núm. Thiệt mà, con cúm núm nè. À dạ. Hay quá ta. Ê, con này con... con cuốc. Con gì không biết. Ở đây chỉ là hàng trưng bày thôi. Hàng trưng bày. Trưng bày. Như thật mình muốn vô xem chim xem này nọ đó, những chim lạ đó là phải đi tới tàu vô đó. Dạ. Là mình phải mua vé đi tàu vô đúng không anh? À, đúng rồi, đúng rồi. Sự thật là nếu mà có thời gian là mình đi tàu đi, nên đi tàu. Cái cây đẹp vậy. À. Đi tàu thì vui hơn. À. Nhưng mà họ nãy quên hỏi là tàu đi khoảng thời gian bao lâu? À. Ủa thế có đường đi ra vô nè, vô trong sâu nè. Đúng rồi. Không biết để còn hỏi thử ra đây. Bây giờ mình ra phòng vé anh, mình hỏi giờ nếu bây giờ mấy anh em mình đi à đi riêng được không? Phòng vé là ở đâu? Đây anh, hồi nãy ngay cửa vô. Đi bọc qua đây luôn đi. Ở đây con chuồn chuồn nè, đẹp nè. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa hả? À, bay cao thì nắng. Bay cao thì nắng, bay dừa nó tùm lum. Ủa, phòng vé đâu? Phòng vé đây anh. Đâu? Em vô em liếc phòng vé trước mà. À dạ. À, bây giờ mình nếu mà mình thuê một chiếc, mình đi một mình đi vô trong... tới chỗ đó là bao nhiêu tiền? Bà không đừng hỏi nữa, đừng hỏi tiền, hỏi thời gian á. Thời gian. Thì, okay, chứ mình không còn thời gian. Dạ. Ghe máy. Em ơi, em gái cho anh hỏi. À, bây giờ nếu đi vô chỗ chơi đó, đi ghe đó, đi tàu đó là bao lâu trở ra? Nhanh nhất là khoảng tiếng. Nhanh nhất tiếng. Dạ. Trời xa quá, sao đi nổi? Đã muốn ra gì nào ra được không? Mình đi theo cái lộ trình đó tầm khoảng 45 phút lên tiếng. Nhưng mà nếu mà anh thuê riêng một cái chiếc đi riêng được không? Dạ được, cái đó là mình đi riêng của mình không đó, mình chủ động. Mình chủ động mà. Mình chủ động muốn về lúc nào mình về? Dạ, không. Nếu mà anh thuê 4 người đi thì bao nhiêu tiền? Của mình là có hướng dẫn luôn á, là 880.000. Không cần hướng dẫn được không? Dạ là được, dạ 780 của. À 780. 780 là vào trong có nhà hàng ăn uống luôn không em? Nhưng mà mình đi nửa tiếng được không? Mình đi khoảng, tại vì nó cũng đi nhanh chút, đi khoảng 30 phút tới trong đó. À. Xong rồi mình có nhu cầu ăn thì tàu sẽ chờ mình 1 tiếng rưỡi, xong di chuyển được khoảng 2 tiếng rưỡi. Lâu quá, 2 rưỡi rồi. Mình ăn nhanh rồi mình về, mình đặt đồ ăn sẵn. À, mình đặt ở đây, mình order ở đây sẵn. Dạ, rồi, tổng anh làm sẵn cho mình. Rồi, vô đó, đi đó liền. Trung ơi! Mình đâu biết gì đâu ăn. Đâu, đó, coi. Tôi trên coi thực đơn. Đi sẵn đi cắm luôn. Ủa sao không thấy chim hết trơn hả? Không có cho ăn chim hả? Dạ. Dạ. Bây giờ mình ăn cơm đi ha. À, ăn cơm. Ăn cơm thì bây giờ gà kho xả nè. Ủa em bây giờ anh order đây luôn được không cưng? Giờ cho anh món gà kho xả đi. Cá linh nấu chua, canh chua. Ok. Là 3 món được nha. Rồi, ok. Rồi, 3 món được. Rồi, thanh toán luôn. Chưa, à, đây. Đâu phải 3 món đâu. Đâu phải 3 món. Phải không? Bấm cửa. Nè. À. Bấm cửa. Cá linh. Trong có thiếu mình ăn thì kêu thêm được không? Dạ, được.
Dạ rồi, ok. Trong đó có người phụ vụ mình, nó chồng. Rồi rồi, đi từ đây đó nửa tiếng hả? Dạ, tầm khoảng nửa tiếng là nhiều rồi. Ủa vậy cho em không xuống hả? Vậy thì chia tay rồi. Rồi, chia tay trong mưa rồi. Rồi, rồi, rồi. Ok, bye bye nha. Rồi. Ê, vậy. Xem thử cho biết. Anh xuống anh. Rồi, già cả rồi, đi từ từ thôi. Bây giờ anh ngồi bên nào? Anh ngồi trong, ngồi trong đi, ngồi trong đi. Đây có bóp lên của ai? Dạ của em. Tiếng Nam. Anh trai đi nhà hàng đầu gần trước nha. Ok. Ủa bộ ve được luôn hả em? Ve chứ hết trận. Thôi trời. Bay 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 bay. Đừng kéo, đừng kéo. Ê ê ê ê ê. Sao trong container đó ta? Ê ê ê. Ê chứ ghe này kéo ghe vui ha. Ừ. Ghe này kéo ghe kia là vui ha. Ai đi đó giờ là family ta đi. Bây giờ đang đi vô trong chỗ nhà hàng và xem những loại chim lạ mà bọn chúng chỉ được đi xíu hồi đấy à, đi rất ít đi về tí à, hồi nhỏ lớn em mới đi kiểu này. Dạ cũng vậy mà. Mình đi vô nha, ta làm nhà hàng ngoài đó rồi để cho mình đi vô đó mình tốn thêm cái tiền này à. À tại vì á cái này di tích lịch sử là để giữ lại những cái động vật thiên nhiên à. Đúng không anh? Cây cối cái gì vậy? Thiên nhiên hết à. Đó. Ở đây em đúng cái đầm là mà em bị à. Mình mong được trầm nhưng mà em nghĩ ở đây cũng còn cá hầu dữ lắm anh. Ghê lắm mà đâu có cho lắm. Đây có bảo vệ hết. À. À, đây, cái đầu... này là năng anh. Cái này năng. À. À. Ở đây có những chiếc ghe lớn để cho family ngồi. Bà coi có chiếc ghe khác kéo cũng có, bà phải chạy có máy cũng có để cho family ngồi á. À giống như trước kìa đúng không anh? À, những cái khu ở ngoài này thì em chưa thấy có chim. Bây giờ chưa thấy cái con gì hết. Chưa thấy đâu. Chưa. Đúng sâu em nghĩ là vô trong kia. Trong đó. Hai bên đường tràm à. À cái hai bên đường tràm đó. Dạ. Cái bên kia là đường tràm hết. Dạ. Vậy thì nếu mà kìa có chim kìa anh. Ừ, sao quá. Rồi đây nè kế bên nè. Đó, có mấy con chích đó. Ờ à, mấy con chim chích. À. Ê, chiếc bây giờ nuôi vẫn được hết nha. Dạ. À, là ý nãy anh nói là cái mô hình là kéo cái chẹt, cái này giống như cái chẹt anh cho khách du lịch nè. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà cái này là family ngồi chơi anh. À, chứ. Là hai cái ghe kết nối vô. À, hai cái ghe kết nối vô đâu. Vui anh, vui à. À bảo chung tay vô trong được nửa tiếng đồng hồ nhưng mà chưa có vô sâu lắm à, tại vì không có thời gian. Anh em đã dẫn đi nhiều tour lắm nhưng không có thời gian à. Quý vị thấy thấy xa xa kìa đó đầm sen không nhưng đầm, mà đầm sen ở cái mùa này làm như không có sen phải không? Dạ đúng rồi. À, sen nó không có nở. Sen nó không có nở là bay ra cây sen. Thật ra thấy lá sen không à, dài dài đâu đó đầu sen quá chừng. Ăn cơm là ăn cơm ở đây đúng không? Nhưng mà sự thật là nó không có nở. Dạ. Không nghe mùa nó. Không nghe mùa sen. À. Vậy là từ ở ngoài đồ ngoài vô tới đây là nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà sự thật là chưa thấy con chim nào. Chưa thấy chim. Chỉ thấy có một con kia thôi mà nó lũ chắc con chim nó bệnh. Dạ, chào xin chào. Dạ. Đây xíu đi. Tham quan xíu.
Không, bây giờ nè, nó thấy có hàng chim. Ờ, cái này là xe hơi chạy được mạnh. Ai biết đâu. Ở đây là... Tại vì đó, mình đi không phải là cái tour, đúng không? Đi tour đó thì người ta mới dẫn mình vô cái chỗ có chim, có này, có nọ rồi. Mình chỉ cần vô trong nửa tiếng đồng hồ thôi, có nhà hàng mình ăn đặc sản đây thôi. Dạ. Thì không có chim nhưng mà... Ủa vậy là nãy giờ anh dẫn em là mấy chim này hả? Không phải, cái đó là chim bằng xi măng thôi. Chim giả. Chim giả thôi. Nhưng mà sự thật á, bảo chung đi vô ra đây nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy chim mà thấy chuồn chuồn không à? Quá trời con chuồn chuồn luôn. Anh chim này nó nhúc nhích nè anh. À, nó gãi á, là bằng đền nặng luôn á. Ừ. Dạ. Chàm chim mà thấy chuồn chuồn không à? Ủa xe ra đây được à? Có xe đó anh. Ủa xe chạy được mà. À, mà đâu có cho xe mình vô phải không? Đâu, xe mình để ngoài đó đó. Đâu vô đây được hả? Đâu vô đâu. À. Xe mình gửi ngoài kia 20 ngàn rồi, nó thu tiền rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà sự thật là đường, không có đường vô đây. Đúng rồi. Có đường, chứ nhưng mà đều đường này dành cho nội bộ thôi. Ồ, hiểu. Thế mai mốt là anh đi xuống đây, anh nói là anh là nội bộ ở đây để cho vô đúng không? Ừ, mày ngoài bộ rồi. Rồi, chậm đi. Rồi, ok. Tại vì anh thông cảm giùm ảnh phải chụp chút xíu ngoài ảnh không đưa mình về. À, vô dùng bữa tí đi. Dạ, dùng bữa. Hello nhà hàng. Không. Hồi nãy là có order rồi phải không? Trời ơi, nhà hàng quá trời đông khách luôn, không thấy bóng người luôn. Vẫn. Ủa ăn đâu, ngồi vô đây đi. Vô đây, cho mà ngồi đèn cho mát đi. Đây dọn này anh, dọn này rồi. Không. Dọn ra đây đi. Không, ra đây, xin ra đây giùm đi. Vui lắm, ở đây vui, đi vui lắm. Đúng ra là phải tham quan nhiều chỗ nữa. Vô trong tuốt, trong sâu là có nhiều loại chim mà chúng ta không thể nào biết được những con chim đó. Nhưng mà bảo chung có thời gian, tại vì bắt đầu đi diễn cho người ta, thành thử ra bây giờ phải đi trong vòng một tiếng đồng hồ phải trở về để cho kịp cái chương trình của khách đây. Dạ. Anh cơm tới anh. Okay. Dạ, cơm. Mày ngồi đi. Cơm. Có đất đi. Dạ. À, cái này có mình có nước mắm gừng không? Nước mắm không? Mắm chua ngọt. Có nước mắm xả. Nước mắm xả đúng rồi, bỏ vô đây cái ăn mới đã nè. Đó. Cái con này con cá nè. Con cá linh. Cá linh đúng rồi. Mà mùa này hình như là cá linh rất hiếm không? Năm nay cá linh rất hiếm. Cá linh non. Cá linh non rất là ngon. Hiện tại bây giờ mới ăn được chứ trước nó không được đâu. À. Quả này nấu chưa vậy? Chưa. Bắt lửa lên giùm đi. Bắt lửa lên giùm. Dạ. Tranh thủ chút xíu. À, cá linh non, cá chiên rồi gỏi ngó sen. Dạ. Ngó sen, sen với gì ta? Nó tôm hay gì á? Tép. Tép. À, thì ăn nhẹ thôi rồi bảo chung phải đi làm. Okay. Cảm ơn nghe. Sao chén nhiều quá vậy? Bốn cái chén thôi con. Về bớt đi con. Bớt. Có bốn người à. Ừ. Về bớt đi, để ba chén thôi tại vì có thằng người này không ăn. Dạ. Ủa ăn cho anh. Ăn không? Bụng chết luôn. Dễ bụng xuống ngồi đi, xin đâu. Okay. Rồi anh lớn rồi anh mới ngồi trước em rồi em mới dám ngồi chứ. Ngồi vậy giống ngáy quá vậy. Rồi. Còn em nó bưng từ ở trong bếp nó bưng ra đây cười không vui á. Gặp chú bảo chung là mắm ngọt mắm xả đó. Rồi hay quá. Dạ. Ngon. Cái mắm này cái đổ vô đây nè, nó ngon nè. Mắm công thì mình ăn với cái linh. Đậu cái linh đúng rồi. À, con cho chú hai chén vậy nữa đi. Tại bốn người. Bốn người tại vì ở đây bệnh coi hả anh chú nhớ mang chung. Dạ, ok. Thế này mình mắm trong nè. Tại vì nói chơi chứ có người ăn ớt ít, có người ăn ớt nhiều ha. Có xoài nữa nè, đã không? Ôi, cái gì hấp dẫn quá. Này ăn với đậu chua. Dạ, ok anh. Dạ, biết. Dạ, vậy. Dạ. Dạ. Dạ, tôi ăn ớt ít lắm, cho miếng xíu thôi. Vài cục thôi. Dạ. Rồi. Không, cái nữa đi, nữa làm gì hà tiện cái gì vậy? Khùng quá hả? Rồi, đúng rồi. Okay. Ủa, anh Hải đâu ta? Hải nó đi rồi. Quá giờ hả? Ừ, nó ăn giận. Dạ. Trời ơi, tụi nghiệp ổng. Mà quên nó chứ, nãy ổng ngồi trên xe ổng ăn cái gì rồi mà.
Trời ơi, cái này là tép đúng không? Dạ. Tép có sen. À, để đây đây đi đây đi, đó. À, thử thử nha, thử ra dạ, gói sen. Dạ. Ăn đi anh. Gói sen chấm gì ta? Anh miễn sao anh ăn làm vui vậy? Chấm mắm á. Chấm mắm này hả? Tương, nó tương, tương. Anh ăn đi, miễn anh ăn làm vui vậy. Ngon anh. Dạ, nữa ăn. Chưa ăn. Chưa hả? Mình ngon không? Ngon không? Ngon. Em ăn được chưa? Không, chưa. Chưa. Anh bữa anh ăn đi, anh ăn đi, anh ăn. Rồi, rồi, còn nhiêu để em ăn là không? Không luôn hả? Còn nhiêu anh mới ăn? Em ăn cái này đi. Dạ, em ăn cái này. Em ăn cái này được không anh? Được, được em ăn đi. Ngon. Sen Đồng Tháp nha. Bắt đầu một súng Đồng Tháp á. Ngon. Còn anh ăn sen. Anh. Trời ơi, kìa, chim quá trời bự luôn kìa anh Trung. Kìa. Kìa. Kìa, ở ngoài kìa. Cái đuôi gì, cái đuôi. Chưa không? Chắc con tiếng hồ nữa sao vậy? Nói cái kêu ông Hải vô ông ăn. À, không, nó đẩy à, anh có cơm trắng không anh? Dạ, cho con dĩa cơm trắng. Dạ, cho em cơm. Dạ, mình cơm trắng, dạ, không ăn bún đâu. Có dùng bia, dùng gì dạ, không, 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 không. Dạ, tại đang đi làm á. À, để anh cho anh cắt bún vô dùm, ăn cơm thôi. Để đi, ăn bún, ăn bún. Để đi, đưa dĩa bún. Bún nhà nó mắm ngon đó. Dạ, dạ, đúng ăn rồi. Đi. Dạ. Cơm trắng Hiền ơi. À, đi vòng cái coi. Đâu anh? Đi vòng ra đây có đẹp không? Đẹp quá mà, đây đẹp quá không đi uổng. Đi đâu mình ăn đi, đi đâu đi chạm đi. Chắc đi. Luôn á. Chắc tụi bé ăn trước á. Đi chạp. Đây là cái tràm. Sự thật là tràm ở đây vô số tràm. Nhưng mà không được đốn một cây nào hết. Dù làm nhà cũng không được đốn nữa. Tại đây cái này là của nhà nước. Mặc dù thiên nhiên nhưng mà nhà nước quản lý. Đẹp quá. Sống này mát mẻ, rất là mát mẻ. Uổng quá, sen không có. Sen không có nở thế uổng quá. Tháng 9 tháng 10 mới có hai. À. Ở dưới này uổng cá dữ lắm mà. Thấy tôi quận ghê không? Ủa vậy hả? Mà mình đâu được miền Bắc phải không? À chứ ở dân đây là không được quyền chài lưới gì hết. À có trại bảo vệ. Rồi mình mua vé đi về là mình đem theo một câu được không? Dạ được, nhưng câu chơi thôi, tí xíu về rồi. Họ mua vé kia là họ câu thì khác cái chịu. Ồ, vậy à? Họ mua vé vô họ cũng đi tàu vậy? Không, họ mua vé là xe. À, có cho mình đi xe luôn. Họ xe tự túc. À, xe... Vé, thôi. Vé, mua vé câu rồi, xe tự túc đi. Xe tự túc, ta cho đi. Dạ. Còn không mua vé câu thì ta không cho xe đi. Như là anh không đi tàu mà anh đi xe được không? Được. Ví dụ như mình hôn, mình có giá, mình đi vô trong này luôn. À. Đi ồ, vậy ha. Hay quá. Cái gì? Không vui. À, đúng rồi. Với con đường này mà chạy dài ra ngoài tới ngoài luôn. Chỉ là nội bộ thôi, trong vòng nội bộ thôi. À, ra tới chỗ nãy mình đi tàu á. Dạ. Xe này nè. Hả? Tí nữa mình đi đường này ra luôn. Ồ, vậy hả? Dạ. Hay quá ha. Chứ tàu có bao chung? Ở đó là có quán bán gì em? Là quá hả? Cái đó chỉ là quà lưu niệm. À, quà lưu niệm. Ở đó dùng thử chén trà sen đi. Được không? Có không? Có trà tim sen. Ồ, vậy à? Dạ. Trà tim sen tức là uống ngủ dữ lắm phải không? Dạ. Phải không chủ? Dạ. Trà tim sen là để mất ngủ được uống phải không?
À. À, để anh coi thử coi. Cái cú rồi mình bán cái gì? Không, rồi không biết uống rượu. Không uống bia luôn hả? Cà phê sen, gỗ vậy? À, còn để trà tim sen đây hả? Trà tim sen. Rồi mà nó đắng không? Đắng kìa, thử có pha không đâu. Đâu, thử cái trà tim sen. Ê, mấy người kia không biết thưởng thức trà tim sen. Nó cũng đắng nha, nhưng mà cái hậu nó... Ôi dạ. Dạ không, không rượu. Trà được. Trà này uống là để cho nó mát không hay thanh nhiệt hay gì? À, dễ ngủ. Rồi, bao nhiêu tiền cho anh gửi? Mà sao? Rồi, thôi là anh. Mua để lưu về lưu niệm. Dạ, chậm đi, rồi. Dạ, ở đâu là chậm vô để mới sáng nè. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi, anh nói chung chỉ có lý rồi nha. À, rồi. Trời, hai người im quá ta, đẹp nha. Một, hai... Ăn là lẹ đi, ăn đúng lên. Rồi, ok. Chú, trời ơi, không bộ chú. Em cái này chị, hai người lát dở mà. Đâu, không trắng đâu ơi, gác ơi. Ok. Anh chậm anh. Dạ, chậm đi, chậm đi, dạ. Anh thông cảm chút cái anh bao chung cho mấy chị mạo anh quá nha. Con nhúng rồi, ăn rồi. Dạ, dạ. Ok. Ở đâu, coi chụp con gái kìa, con gái kìa. Cho con gái thăm hậu chú đó mấy bao chung. Đó. Con gái, chụp con gái. Khoan, dạ ngốc hết trơn rồi. Để bếp trưởng nè. Để cho ông ngoại ông ăn chút xíu. Ủa có đem ca ấy thêm không? Không. Có đem chua ngọt à? Thêm đủ thêm. Thấy không? Trời mấy ông nội tiểu lâu dưới ta. Còn bỏ cỏn là không đi lâu dưới trời. Trời ơi, nửa tiếng rồi. Trời ơi trời, không lẽ giờ tôi bị nữa hả ta? Trời ơi, chỗ quán cơm Chi Hiếu ở dưới Long Xuyên đã bị rồi, giờ lên đây bị nữa hả ta? Rồi xong rồi. Ông bảo cỏn ổng. Ông nội bảo cỏn rồi ổng đi toilet ổng trốn nữa rồi, ổng để tôi trả tiền nữa rồi đó. Thấy không? Phải gì? Ông bảo cỏn! Trời ơi là trời. Ông ăn xong rồi ổng để tôi trả tiền nữa rồi. Ông dụ hoài. Bộ ổng đi xuống Long Xuyên cũng bị lần rồi. Tính tiền em đi. Sâu ghe đi, em sâu ghe đã, đi. Kia đó, kia đó. Kia đó không có về, mập đó không có về. Về ông nội. Tự nhiên bỏ tôi lại ông nội. Ủa sao nó không về? Về xong gì? Thấy ngộ hoài đã. Anh ăn rồi, anh đã, anh đi xuống xuồng, anh bỏ em trên chảnh tính tiền chảnh. Trời ơi, tiền gì chủ quán đó. Anh nói anh đi toilet, đi bỏ em luôn à. Đâu phải, chủ quán này tặng mà. Tặng gì, tính tiền cái tặng đâu. Trời ơi, bộ quán đó tặng bao chung lô, gặp bao chung tặng, bữa tặng. Tặng đâu, tặng tính tiền kìa. Kỳ mặt giận kìa quá vậy. Chơi thì chơi, bỏ con giữa chợ không. Bỏ không đi chung nữa. Không đi chung nữa. Đi ăn thì không trả tiền, để em trả tiền rồi xuống ghe kêu chạy bỏ em. Chơi không đẹp rồi. Chơi không đẹp. Sự thật là bữa nay đi rất buồn. Buồn gì? Buồn cái tại gì? Ôi! Đi chậm chim nữa. Không thấy con chim nữa hết trơn vậy. Thấy toàn chuồng chuồng không à? Tại anh kêu vô chuồng chim ăn chim. Ừ. Có chim là đâu ăn. Bởi vậy đâu có đâu. Ăn cá không? Ừ. Ăn cá lên nhỏ này. Nghe chưa? Trời ơi, thật quá. Trời ăn bỏ con người ta.
Sen đẹp quá, sen đẹp quá. Có cái bông sen nào đâu mà đẹp. Ờ thì mình tưởng tượng đi, tưởng tượng. Tưởng tượng. Ô, đầm sen, đầm sen. Đầm sen. Biết vậy tôi vô đầm sen Sài Gòn luôn chứ. Nó lạc đường, nó lạc đường. Có bột chú chim lạc đường. Toàn vô đây rồi thấy chuồng chuồng luôn. À, quá trời chuồng chuồng luôn. Ta để chạm chuồng chuồng đi, chạm chuồng chuồng. À. Một con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cá cạn ăn tôm ăn cá. À, đi một vòng rồi không thấy con chim nào hết trơn rồi. À, vô trong gần nửa tiếng hồ mà không thấy chim luôn. À, vô ăn xong rồi đi về. À, thôi bây giờ Bảo Trung xin chào tạm biệt tất cả quý vị nha. Hẹn gặp lại video khác. Nhớ đăng ký kênh Danh Hài Bảo Trung nha. Bye bye. Nhớ hồi đó tao